Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu. Tập 34. Chương 331: Chiến thuật sói giả cừu. Nhất là thời điểm khi bãi chất lỏng màu đen kia cắn nuốt bà lão nhặt ve chai, Triệu Tiểu Thiên cũng chỉ đứng ở một bên lẳng lặng nhìn, không khóc cũng không quấy. Lúc ấy Trương Hằng còn cho rằng cậu ta bị dọa sợ đến ngốc luôn rồi, nhưng kỳ thật biểu hiện của cậu ta cũng có thể được giải thích là một gã thợ săn đang thưởng thức kiệt tác của mình. Thẩm Hi Hi từng nói qua đối tượng mà thứ kia muốn ra tay đều là nhóm người nhặt rác tại vùng giáp danh thành thị. Vậy có điều gì có thể dễ dàng tiếp cận bọn họ hơn là có kẻ trở thành thành viên trong bọn họ, khiến bọn họ buông lỏng cảnh giác đây, lại thêm độ tuổi của Triệu Tiểu Thiên. Tuyệt đại đa số nhóm người nhặt rác cũng sẽ không nảy sinh bất kỳ sự cảnh giác nào đối với cậu ta tựa như một con sói hung ác cụp đuôi trà trộn vào trong bầy cừu hiền lành. Khi không có người phát hiện ra thân phận thật sự của cậu ta cũng có thể không chút hoang mang mà ung dung lựa chọn bữa tối cho mình. Thế nên hiện tại chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng, đó chính là Triệu Tiểu Thiên đang ở đâu. Trương Hằng nhìn thấy trên hồ sơ có ghi Triệu Tiểu Thiên được hai vợ chồng trung niên không có con nhận nuôi vào hai ngày trước, địa chỉ của đối phương ở trong một tiểu khu cấp trung nằm tại Tứ Hoàn. Nhưng Trương Hằng cũng không vội khởi hành ngay, Triệu Tiểu Thiên là đối thủ giảo hoạt nhất mà hắn từng gặp phải. Đồng thời lại vô cùng am hiểu che giấu thân phận của chính mình, cho đến tận lúc này cậu ta đã khiến Trương Hằng phán đoán sai tới 3 lần rồi. Ngoại trừ thời điểm gặp nhau lần đầu tiên, Trương Hằng xem cậu ta như người bị hại ra, tại tầng cao nhất của thư viện cậu ta cũng tính toán dùng Lý Thánh Nguyệt để mê hoặc Trương Hằng. Có điều khi đó thời gian chuẩn bị dành cho cậu ta quá ngắn, Trương Hằng tại thời khắc mấu chốt thay đổi mục tiêu khóa chặt của mũi tên của Paris. Về sau chính là lần giao phong tại Viện Phúc Lợi Nhi Đồng này rồi, có Trương Tĩnh Lễ cam tâm tình nguyện phối hợp cùng cậu ta, quả thực bố cục lần này của cậu ta càng có thêm tính mê hoặc. Trương Hằng tin rằng Triệu Tiểu Thiên dẫn dụ mình giết chết Trương Tĩnh Lễ tuyệt đối không phải là cái chấm hết, mà là sự khởi đầu cho một cuộc phản kích từ đây. Chắc hẳn cậu ta còn có bố trí phía sau, nếu như thật sự Trương Hằng dẫm vào bẫy, rất có thể sẽ vì vậy mà mang trên người tội danh là tội phạm giết người. Tất nhiên Trương Hằng có sở hữu cho mình một vài đạo cụ trò chơi có lực lượng siêu tự nhiên, còn có kinh nghiệm cuộc sống phong phú, nhưng nơi này cũng không phải là Na So thế kỷ 18. Lực lượng cá nhân không cách nào chống lại cơ quan quốc gia, có thể hắn sẽ tránh thoát được cuộc điều tra sau này, song những năm cuối đời cũng chỉ có thể sống trong bóng tối mà thôi. Điều này cũng phù hợp với đặc điểm nhất quán với thứ kia, hắn hiểu rất rõ xã hội loài người, không những bản thân vẫn luôn đi săn. Một cách cẩn thận, tránh đi ánh mắt công chúng cùng sự chú ý của cơ quan quyền lực, hơn nữa còn lợi dụng quy tắc của xã hội loài người để giải quyết mối đe dọa của mình. Điều duy nhất mà hắn tính sai chính là không biết mỗi ngày Trương Hằng lại dư ra 24 giờ ngoài định mức. Lấy sự hiểu biết của Trương Hằng đối với thứ kia, sau khi y lập ra kế hoạch đi săn thật tốt thì thông thường sẽ không rời đi, mà sẽ ẩn nấp ngay tại chỗ. Một mặt sẽ có lợi trong việc hắn khống chế hướng đi của tình hình, mặt khác dường như hắn cũng cực kỳ thích thú trông thấy tận mắt con mồi đang phí sức giãy giụa và phản kháng. Thế nhưng lần này, hiển nhiên cậu ta đã chơi đùa với lửa rồi tự thiêu mình rồi. Trương Hằng lấy ra bản thiết kế của Viện Phúc Lợi Nhi Đồng từ phòng hồ sơ, cầm bản thiết kế tiến hành lục soát Viện Phúc Lợi lần nữa, rốt cuộc lần này hắn cũng đã có phát hiện mới. Chiều dài hành lang tầng 2 ngắn hơn khoảng chừng 50cm so với bản vẽ thiết kế, hơn nữa cũng không có cửa sổ như trên bản thiết kế, nói một cách khác kết cấu đoạn bức tường này đã bị thay đổi. Cũng đến lúc nên ra ngoài hít thở không khí rồi. Trương Hằng rời khỏi Viện Phúc Lợi Nhi Đồng, rẽ vào công trường xây dựng bên cạnh. 10 phút sau lúc hắn trở lại lần nữa, trên tay xuất hiện thêm một cái búa sắt dùng để đập phá tường. Chiếc Volkswagen Polo màu đỏ dừng ở bãi đỗ xe số 6, cô gái bartender tắt máy, xuống xe, chiếc ủng Maroon màu kaki dẫm lên tuyết đọng trên mặt đất, phát ra từng tiếng sột soạt. Công viên vùng ngoại thành Nam Hải Tử là công viên sinh thái lớn nhất vùng ngoại ô, với tổng diện tích hơn 11 km², tương đương với diện tích của 4 cái Di Hòa Viên gộp lại, bao gồm cả vườn săn bắn của hoàng gia trước đây, bên trong ngoại trừ các loại thảm thực vật ra. Còn có những con nai sống nơi hoang dã và các loại chim sống dưới nước, có điều bởi vì cách nội thành tương đối xa, lại là mùa đông,
Vào thời điểm những ngày thường, cũng sẽ không có nhiều du khách, mà thời gian hiện tại cũng đã sắp đến 2 giờ sáng, bởi vậy nơi này càng không có một bóng người nào. Trên thực tế, bãi đỗ xe số 6 cũng chỉ có mỗi một chiếc xe polo của cô. Xung quanh ngay cả một bóng dáng của quỷ cũng chẳng có, thế nhưng trên mặt của cô gái bartender cũng không hề lộ ra biểu cảm sợ hãi hay bất an. Cô lấy nửa bao thuốc lá hiệu Marlboro từ trong túi rồi tùy ý rút một điếu bên trong gói đưa lên miệng, bật lửa, hít sâu hai hơi. Sau đó dùng hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc lá còn đang cháy, ngón tay cái còn lại nhắn tin trên chiếc di động ra đi, bên này không có camera. 5 phút sau, Trương Hằng kéo một cái túi du lịch đi ra từ trong công viên, cau mày nói. Chương 332, đêm không camera. Dịch vụ thu xác vậy mà phải mất tới 20 điểm tích lũy sao? Làm ơn đi, tôi đã phải tìm người thay ca cho tôi tại điểm trò chơi bên kia để chuồn ra ngoài để đặc biệt xử lý chuyện này cho anh. Đấy, chạy xe quãng đường xa như vậy, lượng xăng phải tiêu hao đều không ít tiền đâu, và lại không phải anh còn muốn kèm theo dịch vụ tách đạo cụ trò chơi từ trên thi thể sao? Cô gái bartender mở cốp xe polo ra, phía trên trải lên một lớp vải nhựa, sau đó ra hiệu cho Trương Hằng đem đồ vật đã đề cập qua trước đó. Cô dùng một cái tay nhàn rỗi khác mở túi du lịch rồi nhìn một chút thi thể nằm bên trong. À, là tên tiểu tử này à? Cô biết hắn. Người lớn mở party trong nhà sẽ luôn hấp dẫn những đứa trẻ thèm ăn bên hàng xóm sát vách tới. Cô gái bartender lại hít hai hơi thuốc lá, sau đó vứt tàn thuốc sang một bên, từ trong túi áo lấy ra một bộ găng tay y học chuyên dụng đeo lên. Zernicha, nếu nhớ không lầm thì hẳn là sinh vật bên trong truyện cổ tích Slavic. Có điều cái tên này của nó cho dù tại Nga đi nữa cũng nhanh chóng chẳng có mấy người biết đến rồi. Truyền thuyết ban đầu của nó được dùng để dọa những đứa trẻ kia. Để bọn trẻ mau về nhà sau khi mặt trời lặn, không được tùy ý chơi đùa cùng lũ trẻ xa lạ, nhất là không được đi đến nhà của những đứa trẻ không quen biết đó. Bởi vì Zernicha sẽ lợi dụng ý nghĩ xấu xa của mình để thao túng và làm tan chảy các bức tường trong nhà sau đó nuốt chửng lũ trẻ chỉ trong tích tắc. Cô gái bartender vừa nói vừa mò tới thùng dụng cụ cô đặt ở bên cạnh, từ trong thùng lấy ra một con dao giải phẫu. Tiếp tục lên tiếng, thực lực của anh cũng không tồi chút nào. Thứ này mặc dù có hơi yếu, cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu, thế nhưng ác niệm của nó lại rất lợi hại. Đặc biệt là tại các thành phố lớn với các tòa nhà cao tầng ở khắp mọi nơi, nếu như anh chỉ chú ý đến ác niệm mà xem nhẹ đi bản thể của nó thì rất dễ bị nó đùa bỡn đến chết. Theo tôi được biết, Zernicha lại thật trùng hợp là nó cũng vô cùng am hiểu việc ngụy trang bản thân mình. Cô gái bartender xách bắp chân của cỗ thi thể kia lên tựa như nắm một cái chân giò hun khói chuẩn bị đi trưng vậy, sau đó tiếp tục nói. Đúng rồi, anh có muốn chụp chung một tấm với nó để làm kỷ niệm gì đó không? Sau khi tôi động thủ thì thi thể sẽ không còn hoàn chỉnh đâu. Không cần. Cảm ơn, tôi cũng không có cái sở thích đó đâu. Cô gái bartender nhún vai, vậy thôi. Con dao giải phẫu cắt đứt ngón chân thứ hai trên thi thể một cách gọn gàng lưu loát. Sau đó cái ngón chân vẫn còn đang chảy ra máu đen đó được cô gái bartender bỏ vào một chiếc hộp gỗ được làm bằng cây tun mang theo bên người. Quy tắc cũ, 3 ngày sau sẽ có kết quả giám định, tôi sẽ gửi lại đồ cho anh. Anh cũng không cần lo lắng đến ba mẹ nuôi của cậu ta và viện phúc lợi nhi đồng bên kia. Chuyện sau này tôi đều sẽ giải quyết giúp anh, đảm bảo mỗi một điểm trong 20 điểm tích lũy của anh đều dùng rất đáng giá. Nói xong cô đóng lại nắp cốp xe polo, tháo găng tay ra. Được rồi, chính sự, đến đây coi như kết thúc, tiếp đó tôi muốn về quán bar, muốn tôi đưa anh đi một đoạn không, nếu cô không thấy phiền. Cô gái bartender khởi động polo một lần nữa, Trương Hằng bên cạnh cũng mở cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Bước vào xe yên vị tại chỗ ngồi, đêm nay đối với hắn mà nói quả thật là một đêm tương đối dài đằng đẵng. Trước đó bị con quái vật tên Zernicha truy sát, hai người từng có màn giao thủ ngắn ngủi tại tầng cao nhất của thư viện, đợi thời gian đến 0 giờ. Trương Hằng lại bắt đầu lần theo dấu vết tung tích của con quái vật kia ở trong thế giới tĩnh lặng, quá trình này kéo dài hơn 20 giờ. Cho đến khi hắn dùng búa sắt phá bỏ bức tường ở cuối tầng 2 của viện Phúc Lợi, rốt cuộc mới tìm được mục tiêu tối nay của mình đằng sau bức tường. Sau khi xác nhận được Triệu Tiểu Thiên là thứ đã tập kích bọn họ vào tối nay, Trương Hằng liền cắt đứt cổ họng của cậu ta. Có điều bởi vì không có cách nào xác định được phương thức này có đủ để giết chết đối phương hay không, hơn nữa hắn cũng không muốn gây nên sự chú ý từ phía cảnh sát. Kéo theo phiền phức không mong muốn,
Thế nên sau đó hắn đặt thi thể vào túi du lịch cỡ lớn rồi mang đến công viên này. Bốn phía công viên ngoại thành Nam Hải Tử đều không có vách tường, vì thế thủ đoạn mà Triệu Tiểu Thiên am hiểu nhất cũng đã mất đi hiệu quả. Cho dù sau khi bị cắt yết hầu, cậu ta không chết nhưng cũng chẳng thể tạo nổi sóng gió gì, đợi đến lúc thời gian kết thúc. Trương Hằng dùng di động liên hệ với cô gái bartender để hỏi thăm một chút về dịch vụ thu xác. Sau khi hai bên đàm phán giá cả xong xuôi, cô gái bartender lái xe polo vào công viên, đem thi thể mang đi xử lý. Đến tận giờ phút này, chuyện này mới có thể được xem như triệt để vẽ lên dấu chấm tròn. Trương Hằng lấy cái giá 20 điểm tích lũy đạt được một món đạo cụ trò chơi mới, những ngày sau này không cần phải tiếp tục lo lắng sẽ bị kẻ khác tập kích bất ngờ khi đi dưới tường. Đồng thời cũng coi như gián tiếp giải quyết vấn đề nhóm người nhặt ve chai mất tích trong thành. Uống trà không? Tôi mời. Cô gái bartender thiết lập tốt thiết bị chỉ đường, sau đó mở thùng găng tay phía trước xe, từ bên trong lấy ra một bình trà Đông Phương. Đồ uống này cô giữ lại cho mình đi, tôi có cốc giữ nhiệt. Câu nói đơn giản của cô gái bartender một lần nữa khẳng định dù là giới trẻ có bao nhiêu côn ngầu, một nhà điều hành tài chính lái chiếc Mercedes-Benz, hay một thanh niên văn nghệ xem cuộc sống của bản thân như cơn gió thoảng qua, hay các nhà tiên tri, thần tiên trong những truyền thuyết thần thoại, cuối cùng cũng sẽ có một ngày bắt đầu dấn thân vào con đường dưỡng sinh giữ gìn sức khỏe. Các bạn đang nghe chuyện Thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 333, Bình trà Đông Phương. Trương Hằng nghe vậy cũng không khách khí nữa, đúng lúc hắn cũng khát nước, đón lấy bình trà. Đông Phương, mở nắp uống hai ngụm. Thực tế trong lòng của hắn có không ít vấn đề, không chỉ là Zernicha, còn có Moresby lúc trước, dường như đang báo trước một số loại thay đổi nào đó trong thế giới mà hắn đang sống. Nếu như trải qua thời gian dài, những vật này đều thật sự tồn tại ở trên thế giới này. Vậy điều gì đã khiến những con quái vật vốn sống rải rác khắp nơi trên thế giới này lại đột nhiên tụ họp về đây, là do trận trò chơi sao này, hay là thứ gì đó khác? Hơn nữa, Trương Hằng gặp những sinh vật siêu tự nhiên này, bất luận là trong phó bản hay ngoài phó bản, dường như cũng cực kỳ suy yếu và đói khát, sao bọn chúng lại lưu lạc đến bước đường này chứ? Và có thể có những thứ mới khác sẽ lấp vào chỗ trống mà bọn chúng đã để lại hay không? Thế nhưng đáng tiếc là cô gái bartender có vẻ cũng không muốn thảo luận về vấn đề này. Sau khi Polo chạy lên cầu vượt phía trên, cô cũng lấy tai nghe ra rồi đeo lên, nghe tấu nói của Quách Đức Cường. Trương Hằng cuối cùng cũng có một kỳ nghỉ thực sự sau khi sự kiện của Chan View Cha kết thúc. Từ chiếc polo màu đỏ của cô bartender đi xuống, hắn ngủ một giấc đến giữa trưa ở trong ký túc xá. Sau khi tỉnh lại hắn gửi tin nhắn đến cho cái kẻ luôn có một vẻ mặt không vui kia, bảo cô nói cho Thẩm Hi Hi một tiếng, phiền toái của con quái vật kia đã được giải quyết xong. Cái người luôn có bộ dạng không vui kia trả lời tin tức trong giây lát, một mực đáp ứng, sau đó bắt đầu hỏi hắn đang ở đâu, có phải vừa rồi cùng thứ kia phát sinh một trận đại chiến hay không? Tình hình chiến đấu thế nào? Có dùng điện thoại di động chụp lại hay không, lấy được đạo cụ gì, đối với bộ dạng không vui của cô. Trương Hằng thật ra cũng có chút mâu thuẫn, đến bây giờ hắn cũng không biết tên của đối phương, lần đầu tiên hai người gặp được nhau là trong nhà vệ sinh công cộng ở bên ngoài quán bar. Trương Hằng trong lúc vô tình đã phá hủy kế hoạch của người trước, sau đó không lâu hai người lại tình cờ gặp nhau ở trung tâm thương mại, cái thứ luôn có bộ dạng không vui kia giả vờ là Kumamoto Kuma. Đem hắn và Hayai Tori ra đùa giỡn, thay vì nói là để trả thù chuyện trước đó, chi bằng nói là để thỏa mãn thú vui xấu xa của mình, nhưng tiếc là cũng không có được kết quả như mong muốn. Vì thế cái người này lại càng thêm nghiêm trọng, giả trang thành Mã Nguy gọi hắn xuống lầu sửa xe, định chơi thêm một vố. Kết quả lần này lại là ngựa mất vó trước, nếu như không có chuyện sau đó phát sinh, Trương Hằng vốn định dùng 24 giờ sau đó tĩnh lại để sờ soạng cô một cái. Giải thích câu ngựa mất vó trước hay mã thất tiền đề là một cụm thành ngữ, nghĩa đen là ngựa mất móng trước, sau này dùng để chỉ tính toán sai lầm dẫn đến thất bại. Hết giải thích. Tuy nhiên, sau khi Chan View Cha xuất hiện, biểu hiện của cô rất tốt, mắt thấy Trương Hằng bị vách tường nuốt chửng, cũng không chạy thoát thân trước tiên, mà là có ý muốn giúp đỡ, mặt khác cũng theo. Yêu cầu của Trương Hằng bảo vệ Thẩm Hi Hi, căn cứ theo ước định trước đó của hai người, ân oán giữa bọn họ cũng coi như đã được xóa bỏ, Trương Hằng cũng không thể truy cứu gì nữa. Nhưng có một điều Trương Hằng không thể tránh khỏi,
Đó chính là thân phận người chơi của hắn đã bị cái người có bộ dáng không vui kia biết được. Thế nhưng tạm thời mà nói, điều này cũng không mang đến quá nhiều phiền toái cho hắn. Bởi vì chế độ độc cơ từ trước đến nay của Trương Hằng khiến hắn không dựng lên địch nhân gì trong người chơi, trên người cũng không có đạo cụ trò chơi gì đặc biệt quý giá. Theo lý thuyết thân phận của hắn cho dù có bị tiết lộ ra ngoài cũng sẽ không bị quá nhiều người theo dõi, ngược lại cái thứ luôn có bộ dạng không vui. Cô và cô gái đeo kính râm thần bí thời gian gần đây đang hot trong giới người chơi, dường như có mối liên hệ mật thiết, thông tin của cô, những công hội lớn nhất định rất hứng thú. Trương Hằng cũng không trả lời một loạt câu hỏi mà cái người luôn mang một bộ mặt không vui kia đặt ra, hắn để điện thoại sang một bên. Một tuần sau trở lại cuộc sống như trước đó, một mặt tiếp tục duy trì tập luyện và học tập, mặt khác còn có thêm một số hoạt động tái hòa nhập xã hội. Ví dụ như cùng mấy người còn lại trong câu lạc bộ nhiếp ảnh lên núi nhỏ xung quanh để thu thập các tài liệu dân gian khác nhau. Cũng mấy lần tham gia vào câu lạc bộ leo núi hoạt động đoàn thể. Ngoài ra, các thành tích thi mà hắn tham gia trước đó cũng lần lượt có kết quả. Trực tiếp đăng nhập vào mạng lưới khuôn viên trường là đã có thể tra cứu thành tích và thứ hạng của từng môn học của mình. Thuận tiện hơn rất nhiều so với thời trung học, hơn nữa cũng không cần phải công khai xử phạt trước mặt cả lớp. Bởi vì thời gian ôn tập dư giả, ngoại trừ tiếng Anh thì tất cả các môn học bắt buộc của Trương Hằng đều nằm trong top 5. Hơn nữa bài thi số cao còn lấy được toàn bộ điểm bài thi, nhưng mà bởi vì trước đó bỏ học nên bị trừ 5 điểm thành tích. Bên này bởi vì không ít luận văn và các dạng bài thi đề mở, nên việc chấm điểm sẽ càng chủ quan hơn. Nhưng mà tồi tệ nhất cũng chỉ là vị trí thứ 12 trong nghiên cứu về hạnh phúc, còn ở môn tư duy phê phán khác hắn lại đạt được điểm đầy đủ duy nhất. Nhưng Trương Hằng phát hiện sau khi học xong môn tư duy phê phán hình như cũng không có tác dụng gì. Bởi vì cho dù hắn xây dựng một hệ thống logic vô cùng hoàn thiện, thì cũng không có khả năng trong tranh luận có thể thuyết phục một người vô logic. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tranh luận trên mạng vĩnh viễn không ai bị thuyết phục, đều kết thúc bằng việc cảm thấy đối phương là kẻ ngu ngốc. Chương 334, luyện đa trục. Còn với tiếng Anh, bởi vì nó được liên kết với điểm số cấp 6, phải đợi đến cuối tháng 2 mới có kết quả, nhưng với trình độ tiếng Anh của Trương Hằng, lấy được 609 điểm hẳn là không có vấn đề gì. Cho dù không có thành tích, bình thường cũng đủ để hắn lấy được tín chỉ. Mặt khác, hai món đạo cụ trò chơi mà trước đó hắn gửi ở chỗ tiểu thư bartender giám định cũng lần lượt một trước một sau gửi tới. Trương Hằng mở chuyển phát nhanh ra, thế nhưng lại cảm nhận được một loại cảm giác như khi mình nhận được hàng hóa từ việc mua hàng trên Taobao. Tên, vỏ sò của Betty. Chất lượng, E. Tác dụng, tiêu hao tức giận của mình triệu hồi một cơn bão trên biển, kéo dài 15 phút, cấp độ bão táp và mức độ tức giận có liên quan. Đây là đạo cụ trò chơi mà hắn lấy được trong phó bản Hắc Phàm. Trên thực tế sau khi trở lại thế giới thực, trước tiên hắn liên lạc với vị cổ thần Centic tên là Betty kia. Nhưng đối phương cũng không có bất kỳ phản ứng nào, điều này cũng làm cho trong lòng Trương Hằng dâng lên một trận dự cảm không tốt. Bởi vì trạng thái suy yếu của đối phương mà mấy lần trao đổi với hắn trong phó bản đều rất ngắn ngủi, nhưng trong quá trình trao đổi, Trương Hằng cũng xác định được một chuyện, đó chính là vị cổ thần Centic tên là Betty cũng giống như những người khác trong phó bản, cũng không biết mình đang ở trong trò chơi. Điều này từ việc cô ta chọn Trương Hằng, hy vọng người sau có thể vì cô ta mà tụ tập các tín đồ cũng được kiểm chứng thêm. Kinh nghiệm của Trương Hằng trong cánh buồm đen đã chứng minh rằng cho đến nay tất cả các bản sao mà hắn đã trải qua đều chỉ là một bản sao của đoạn lịch sử. Cũng không ảnh hưởng đến thế giới thực, mà xét đến trạng thái của Trương Hằng khi gặp Betty và thời gian phó bản Hắc Phàm cách xa bây giờ. Rất có thể vị cổ thần Centic tên là Betty kia đã biến mất hoặc chết, mà vỏ sò này chỉ là đạo cụ trò chơi mà cô ta để lại, được ban tổ chức trò chơi đặt trong bản sao của cánh buồm đen. Mà một kiện đạo cụ khác lại là từ trên người Chan Vilcha lúc trước đánh lén hắn nên mới ra lò. Suy nghĩ đến ngoại hình kỳ lạ của nó, Trương Hằng một lần nữa có chút không xác định mình có nên mang nó lên người hay không. Tên, bức tường của các ác niệm. Chất lượng, E. Vai trò, tái cấu trúc của một bức tường, đồng thời cho phép nó chuyển đổi giữa chất rắn và chất lỏng, sử dụng 4. Sau khi lấy được bức tường của các ác niệm, Trương Hằng vì để chứng thực hiệu quả nên lập tức sử dụng nó thử một lần. Kết quả so với tưởng tượng của Trương Hằng còn tốt hơn không ít, có vết xe đổ của Moresby, bình thường mà nói, đạo cụ trò chơi tách ra từ trên người quái vật. So với năng lực vốn có của bản thân đều có trình độ suy yếu nhất định, bức tường của các ác niệm cũng không ngoại lệ,
cũng không có tính công kích lớn mạnh như khi Chan Vilcha sử dụng, nhưng dùng để nhanh chóng thông qua một số mê cung khu cấm và cải tạo kết cấu kiến trúc ngăn địch thì vẫn có thể phát huy ra hiệu quả tương đối xuất sắc. Đương nhiên nó cũng không phải là không có khuyết điểm, đó chính là khi sử dụng cần phải có tường tồn tại, điều này ở trong thành thị cũng không phải là vấn đề gì, nhưng ở một số khu vực mở, hiệu quả của bức tường ác niệm không thể nghi ngờ là sẽ bị giảm bớt. Nhưng nhìn chung, Trương Hằng vẫn rất hài lòng với hai đạo cụ này. Mặc dù chỉ còn gần 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, nhưng quán bar đã bắt đầu làm khởi động trước và bắt đầu treo đồ trang trí năm mới lên tường cửa sổ. Trong phòng nghỉ ngơi tầng 2, cô nhân viên pha chế rượu cũng bày một món đồ nhỏ chúc mừng năm mới trên quầy bar. Trương Hằng nhíu mày, chó thần tài hả? Năm con chó mà, nhập ra tùy tục thôi. Tiểu thư pha chế vừa nhai kẹo cao su, vừa chơi đùa với đồ uống đặc biệt năm mới của cô. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 2, trong phòng nghỉ thoạt nhìn hơi trống rỗng, nửa đầu tháng số lượng người đến đây lúc nào cũng giảm đi rất nhiều. Bởi vì việc rút được phó bản đều là ngẫu nhiên, cho nên người chơi mỗi lần có được phó bản đều cảm thấy thấp thỏm tựa như kỳ thi cuối kỳ để đóng. Mọi người đương nhiên đều nguyện ý xem xét thêm thời gian, bởi vậy thường cuối tháng mới là thời gian cao điểm của dòng người. Nhưng tháng trước Trương Hằng đã bắt đầu nghỉ đông, hơn nữa sẽ nghỉ cho đến đầu tháng sau, hắn đã đặt vé xe để về nhà trước, chỉ còn vài ngày nữa thì sẽ lên đường. Tuy nói hắn cũng có thể tìm được điểm chơi khác ở thành phố quê hương để chơi game, nhưng dù sao cũng không quen thuộc với đô thị. Hơn nữa hắn cũng cần phải tiêu hao thêm một ít dấu vết của sự nghiệp hải tặc 10 năm trên người hắn. Bởi vậy Trương Hằng quyết định sử dụng trước số lần chơi game trong tháng này, nhưng như vậy, kế hoạch trở về phó bản trước đó của hắn sẽ bị trì hoãn thêm một chút. Chúc mừng năm mới! Trương Hằng đi tới trước ghế, nhẹ nhàng đặt chuông báo thức, đặt ở trước ngực. Chúc mừng năm mới, đi đường vui vẻ ha! Tiểu thư bartender không ngẩng đầu, ném đá khô trên kẹp vào ly cốc tai, rất nhanh khói trắng từ miệng chén đã bốc lên tràn ngập. Đại khái sau 15 phút, đến thời gian thiết lập trên đồng hồ báo thức, trong đầu Trương Hằng lại xuất hiện cảm giác choáng váng quen thuộc, cùng lúc đó bên tai cũng vang lên âm thanh của hệ thống. Xác thực thân phận của người chơi, xác minh thông qua, đang chọn ngẫu nhiên phó bản vòng thứ 5 cho người chơi số 07958. Rút xong, bản sao hiện tại là trại huấn luyện chương trình Apollo. Có người sẽ hỏi, tại sao là mặt trăng? Tại sao lựa chọn nơi đó làm mục tiêu? Họ đương nhiên còn muốn hỏi là, tại sao lại muốn leo lên đỉnh núi cao nhất? Tại sao lại phải bay đến Đại Tây Dương 35 năm trước? Chúng ta đã chọn để hạ cánh trên mặt trăng. Chúng ta đã chọn để hạ cánh trên mặt trăng trong thập kỷ này và đạt được các mục tiêu khác, không phải vì chúng đơn giản, mà là vì chúng khó khăn gian nan. Bởi vì mục tiêu này sẽ cho phép chúng ta làm mọi thứ có thể để tổ chức và đo lường khả năng và kỹ năng của chúng ta. Bởi vì thách thức này là chính xác những gì mà chúng ta sẵn sàng chấp nhận, đó là những gì chúng ta không muốn trì hoãn, chúng ta phải giành chiến thắng. Các bạn đang nghe chuyện Thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 335, Nhiệm vụ Apollo. Mục tiêu nhiệm vụ, thử nhìn trái đất ở một góc độ khác. Chế độ, cạnh tranh đơn độc. Tốc độ dòng thời gian, 240. Một giờ trong thế giới thực bằng 10 ngày trong trò chơi này, sau 60 ngày người chơi buộc phải quay trở lại thế giới thực. Gợi ý hữu nghị. Trò chơi sẽ chính thức bắt đầu trong 5 giây, yêu cầu người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Tin tức phó bản lần này ngược lại không được đầy đủ như từ trước đến nay, không còn cách nào khác, chủ yếu là chương trình Apollo thật sự quá nổi tiếng. Lúc trước khi nghe đến phòng tuyến Mannerheim và Providence mới, Trương Hằng còn sửng sốt một thời gian rồi mới kịp phản ứng lại, dù sao chiến tranh Liên Xô, Phần Lan và hải tặc Naso đối với đại đa số người đều rất xa lạ. Nhưng với chương trình Apollo thì hầu như không ai là không biết, không ai là không hay. Là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, Armstrong đã đưa tên của mình vào lịch sử không gian thế giới đi đôi với tham vọng của con người. Và Gagarin cũng được biết đến là phi hành gia đầu tiên đặt chân vào không gian. Mặc dù cuộc đua không gian có nền tảng lịch sử chính trị phức tạp của nó, không thể phủ nhận rằng nó đã đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của khoa học và công nghệ của con người và thăm dò không gian của chúng ta. Sau đó nhiều công nghệ đã được chuyển đổi từ quân sự ban đầu sang dân sự và vệ tinh nhân tạo đã thay đổi cuộc sống của tất cả mọi người. Quan trọng hơn, lịch sử này cũng cho thấy lòng can đảm,
không sợ hãi của con người và tinh thần thăm dò không bao giờ chấm dứt, cũng truyền cảm hứng cho các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ tham gia vào đội ngũ thám hiểm không gian. Và đoạn văn trong bối cảnh bản sao được trích từ bài phát biểu hạ cánh mặt trăng nổi tiếng của Kennedy vào năm 1962. Nhưng sự chú ý của Trương Hằng tạm thời không ở trên đó, mà là bốn chữ cạnh tranh đơn độc trong chế độ nhiệm vụ sau đó. Khác với đại đa số người chơi thích trò chơi tổ đội, cho đến nay tất cả phó bản của Trương Hằng đều được an bài. Nhưng phó bản lớn như vậy trong bốn vòng trước đều chỉ có một mình hắn, trong chế độ nhiệm vụ cũng chỉ có một loại. Mà bây giờ ở phía sau thêm cạnh tranh, điều này có nghĩa là hắn cũng sẽ được gặp người chơi khác lần đầu tiên trong phó bản này. Thời gian chuẩn bị 5 giây rất ngắn ngủi, Trương Hằng còn chưa kịp suy nghĩ quá nhiều vấn đề mà trò chơi đã bắt đầu. Đập vào mắt đầu tiên là một chùm đèn màu trắng, có chút chói mắt, Trương Hằng rời ánh mắt ra khỏi đèn chiếu sáng trên đỉnh đầu. Chú ý tới mình đang đứng trong một tòa nhà kín mít, bên cạnh hắn là 6 người cũng mặc đồng phục màu lam giống như anh. Trương Hằng cúi đầu nhìn thấy dấu hiệu của Na Kha trên ngực. Trái của mình, trên ngực trước bên phải là tấm bảng nhận dạng màu đen của hắn, trên đó viết một cái tên bằng tiếng Anh, David. Trương Hằng cũng không ngoài ý muốn, ban tổ chức vẫn làm rất tốt trong việc bảo vệ quyền riêng tư của người chơi. Trong bản sao có người chơi khác xuất hiện tất nhiên sẽ chỉnh sửa tên lại một chút. Mà nếu không có gì bất ngờ thì ngoại hình của hắn hẳn là cũng sẽ có mức độ chỉnh sửa nhất định. Nhưng mà hiện tại bên tay hắn không có gương, nên không có cách nào xác nhận điểm này. Mặt khác, Trương Hằng có thể cảm giác được thân thể của hắn cơ bản vẫn là thân thể ban đầu, ở phương diện lực lượng và nhanh nhẹn đều không phát sinh quá nhiều biến hóa, đây cũng coi như là tin tức tốt. Trương Hằng tạm thời còn chưa rảnh để quan sát những người chơi khác bên cạnh, bởi vì hiện tại lực chú ý của hắn đều bị cỗ dụng cụ vừa khổng lồ vừa kỳ quái trước mắt kia hấp dẫn. Máy huấn luyện đa trục, thiết kế của thiết bị mô phỏng các tình huống mà các điểm kết nối ba trục có thể được xoay tùy ý. Nghi thức đào tạo này là để giúp làm quen với các tình huống có thể xảy ra trong không gian. Một khi người lái xe ngồi lên, nó sẽ bắt đầu quay điên cuồng. Nếu không hiểu có thể tưởng tượng mình là một con mèo, sau đó được ném vào máy rửa con lăn quay tốc độ cao, nhiệm vụ là ổn định thiết bị trước khi bị ngất xỉu. Bên kia một huấn luyện viên mặc đồng phục màu xanh da trời, sau đó ánh mắt đảo qua 7 người được huấn luyện trước mắt, dừng một chút. Nạn nhân đầu tiên, Anderson. 7 người ở đây nghe vậy lại cúi đầu nhìn bảng tên trước ngực mình, kết quả một gã mập mạp có bảng tên viết Anderson biến sắc. Không phải chứ, vừa lên sàn đã tàn nhẫn như vậy, đây là trò quỷ quái gì vậy, ngay cả thao tác cũng không có sao. Gã mập mạp tên là Anderson nói ra câu này bằng tiếng Trung Quốc, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng những người chơi khác ở đây đều có thể nghe được. Cùng lúc đó hắn còn dùng ánh mắt cầu xin nhìn người bên cạnh. À, người, có ai trong các bạn biết làm thế nào để khống chế thứ này lại không? Kết quả câu trả lời cho anh ta là một sự im lặng. Chương trình Apollo hoạt động từ năm 1961 đến năm 1972, khoảng 50 năm lịch sử, thuộc về các dự án không gian ban đầu. Khi Hoa Kỳ vừa kết thúc chương trình thủy tinh có người lái thế hệ đầu tiên, đưa phi hành gia Shepard vào không gian, sử dụng các cơ sở đào tạo so với bây giờ thì có rất nhiều sự khác biệt. Những thứ như máy ly tâm, phòng thí nghiệm nổi trung tính, nếu như là người có hứng thú với việc huấn luyện phi hành gia thì có lẽ còn nghe thấy. Nhưng cơ sở vật chất như máy huấn luyện đa trục, kể cả Trương Hằng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà từ miêu tả trước đó của tên giảng viên thì xem ra khi ngồi lên thứ này chắc chắn sẽ không thoải mái. Hơn nữa không ít người có tâm đều chú ý tới câu nói cuối cùng của đối phương lúc nãy, từ dùng là nạn nhân. Chương 336, huấn luyện đa trục. Đúng vậy, Trương Hằng xác nhận thính giác của mình hẳn là không có vấn đề gì, vậy chứng tỏ việc huấn luyện trước mắt tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Hơn nữa mọi người đều vừa mới tiến vào phó bản, còn chưa hoàn toàn hiểu rõ tình cảnh trước mắt của mình. Tóm lại, người đầu tiên, không thể nghi ngờ chính là người vô cùng thiệt thòi. Tất cả mọi người đều muốn mượn phản ứng của tên mập mạp để xem dụng cụ này vận chuyển như thế nào, việc huấn luyện này khó khăn đến nhường nào. Đại khái chỉ có tên mập mạp làm chuột bạch là không nghĩ như vậy. Nhưng khi thấy huấn luyện viên đi tới bên cạnh dụng cụ đã có một chút không kiên nhẫn, hắn cũng biết thời gian trì hoãn của mình vẫn còn dài một chút. Đến lúc này hắn cũng không có biện pháp nào khác, mắt thấy không có cửa cầu cứu, cũng không có người chơi nào khác nguyện ý thay thế hắn, hắn chỉ có thể kiên trì đi tới, ngồi vào ghế huấn luyện. Lập tức liền có nhân viên công tác tiến lên thắt dây an toàn cho hắn,
sau đó lui về trước nền tảng vận hành cách đó không xa. Mồ hôi trên gáy tên mập mạp thấm ướt cả cổ áo, hắn nuốt nước miếng há miệng nói, "Tôi có thể, được không? Có chuyện gì thì sau khi huấn luyện xong nói sau." Mặt huấn luyện viên không chút thay đổi ngắt lời, sau đó ý bảo nhân viên công tác bên cạnh bật công tắc. Cùng với tiếng ma sát của máy móc, thiết bị huấn luyện đa trục lập tức bắt đầu chuyển động, đám người Trương Hằng cũng hiểu được cái gọi là mèo bị ném vào thùng giặt là có ý gì. Chỉ thấy tên mập mạp ở chỗ ngồi trung tâm vẻ mặt hoảng sợ theo dụng cụ quay cuồng, thân thể không ngừng xoay tròn trên không trung. Mà đây mới chỉ là khởi đầu, nửa phút sau huấn luyện viên lại mở miệng nói, tăng tốc độ lên đi. Gã mập mạp đã bị quăng đến choáng váng, hoàn toàn không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, loại cảm giác này so với bị trói vào đầu tàu lượn siêu tốc còn kích thích hơn gấp trăm lần. Hắn đã sớm đem việc mình lên đây làm gì ném ra sau đầu, chỉ thầm nghĩ nhanh chóng vượt qua loại huấn luyện tra tấn người này. Nhưng mà hết lần này tới lần khác mọi chuyện đều trái với mong muốn của hắn, hắn không thấy được dụng cụ dừng lại, chỉ thấy quay cuồng ngược lại càng ngày càng kịch liệt hơn. Trương Hằng thấy thế yên lặng lui về phía sau hai bước, nhưng mà lúc này sự chú ý chủ yếu của mọi người vẫn đặt ở trên máy huấn luyện đa trục kia. Động tác nhỏ của Trương Hằng không có nhiều người chú ý, chỉ có một nữ sinh đeo kính đi theo hắn lui ra phía sau. Sau đó liền thấy tên mập mạp trên máy huấn luyện đa trục rốt cuộc không khống chế được mình. Khuôn mặt đã nghẹn thành màu xanh trong nháy mắt thư giãn ra, cùng lúc đó từ trong miệng hắn liền nôn mửa một lượng lớn. Người đứng ở phía trước tất cả đều dính trưởng, bị trận mưa dạ dày từ trên trời giáng xuống này. Một người trong đó xui xẻo nhất, miệng hắn há to lớn nhất, đang suy nghĩ chờ đến lượt mình nên làm cái gì bây. Giờ, kết quả không nghĩ tới lại là sớm đã nếm được tư vị đắng chát. Nhân viên công tác chú ý tới tên mập mạp đã rơi vào ngất xỉu, lo lắng hắn bị nôn mửa sẽ nghẹn dẫn đến hít thở không thông, nên trước tiên dừng máy huấn luyện. Đồng thời nhân viên y tế đã sớm chờ lệnh ở một bên cũng lập tức xông lên, cởi dây an toàn, kéo tên mập mạp từ trên ghế xuống. Khi nhân viên dọn dẹp dụng cụ, huấn luyện viên đã bắt đầu điểm danh, tiếp theo, Anthony. Người chơi tên là Anthony nghe vậy sắc mặt cũng không đẹp hơn tên mập mạp lúc trước bao nhiêu. Tuy rằng đã có người làm người đầu tiên ăn cua, nhưng sau khi nhìn thấy cua hung mãnh như vậy, người phía sau ngược lại càng thêm thấp thỏm. So sánh với tên mập mạp lúc trước, tên Anthony này có hình thể rất xuất sắc, hiển nhiên cũng thường xuyên rèn luyện. Cơ bắp trên cánh tay nhô lên, hẳn là có năng lực cách đấu không tồi, điều này cũng cho hắn nhiều lựa chọn hơn. Ánh mắt của hắn đảo qua cầu thang và cửa phòng trên cầu thang cách đó không xa, nhưng chỉ là hơi do dự một lát, rồi cũng thành thật thật ngồi lên máy huấn luyện. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn tiến vào trò chơi, dưới tình huống còn chưa rõ ràng, liền tùy tiện phản kháng chạy ra khỏi gian phòng này thì tính nguy hiểm quá lớn. Huống chi nhiệm vụ chủ tuyến lần này của bọn họ là cần tiến vào vũ trụ, đây không phải là một người trói một con khỉ chạy trốn là có thể qua chuyện. Ngoại trừ bản thân phi hành gia ra còn cần rất nhiều nhà khoa học, hậu viện, chỉ huy mặt đất. Máy huấn luyện đa trục có bạo lực đến đâu cũng sẽ không uy hiếp đến tính mạng, không có lý do vì loại chuyện này mà trực tiếp lựa chọn dùng vũ lực để phản kháng. Bởi vậy mà Anthony cũng ngoan ngoãn trải nghiệm khoái cảm xoay tròn thân thể trên không trung, biểu hiện của hắn so với tên mập mạp lúc trước tốt hơn một chút. Kiên trì thêm nửa phút, hơn nữa mãi cho đến khi đi xuống máy huấn luyện mới đến tay vịn thang cuốn bên cạnh mà phun ra. Livingston, huấn luyện viên lại giống như không nhìn thấy, vẫn gọi tên của người thứ ba. Người chơi tên là Livingston là người lớn tuổi nhất trong tất cả mọi người, hẳn cũng gần 40 tuổi, mang theo một cặp kính viền vàng, không giống Anthony, thoạt nhìn rất nhã nhặn. Hẳn là thuộc thể loại trí thức, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hắn vừa mới đem chất nôn dính trên kính lau sạch, nghe vậy đem kính trong tay giao cho nhân viên công tác bên cạnh. Cực kỳ tốt, ít nhất chúng ta rất nhanh có thể biết bữa tối của mỗi người đều được ăn cái gì. Nữ sinh trước đó cùng Trương Hằng lui về phía sau nhỏ giọng nói. Lời nói của cô cơ bản cũng đại biểu cho sự bất đắc dĩ của tất cả người chơi. Mọi người ở đây đến bây giờ cũng đều hiểu rõ. Hôm nay bọn họ một người rồi một người, ai cũng trốn không thoát. Các bạn đang nghe chuyện thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 337, điểm danh nhanh. Việc điểm danh tiến hành rất nhanh, dù sao người đi lên nhanh thì cũng xuống rất nhanh, hơn nữa người trung niên đeo kính cũng làm gương cho người chơi phía sau. Khi máy huấn luyện đa trục tăng tốc không bao lâu, anh liền hô dừng lại,
người đàn ông có dáng vẻ huấn luyện viên cũng không làm khó anh để cho nhân viên công tác tắt dụng cụ. Người đàn ông trung niên tuy rằng sau khi xuống cũng lắc đông lắc tây, nhưng tốt xấu gì cũng nhịn đến toilet mới ôm bồn cầu nôn ra, vì thế người phía sau cũng đều thông minh học theo, không chịu chết nữa. Cảm giác chịu không nổi liền mở miệng yêu cầu dừng lại, cuối cùng cũng không chật vật như trước nữa, nhưng Trương Hằng chú ý tới hàng lông mày của huấn luyện viên lại càng nhíu càng chặt. Cuối cùng, trong 7 người chỉ còn lại Trương Hằng vẫn chưa lên máy huấn luyện đa trục. David, chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu đi. Thời điểm còn ngồi ở phía dưới, Trương Hằng đã được nhìn mấy người trước đó thử qua cái máy này, nhưng mà cái này so với việc tự mình ngồi ở trên đó là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau. Trương Hằng chú ý tới phía trước bên phải của hắn có một cái màn hình nhỏ, có thể hiển thị lệch. Ngoài ra trước hai bên tay trái phải đều có một cái cần điều khiển, chỉ riêng thao tác mà nói, tựa hồ cũng không có gì quá phức tạp. Nhưng khi thiết bị huấn luyện đa trục được khởi động, Trương Hằng đã biết muốn ổn định chỗ ngồi khó khăn đến mức nào. Yêu cầu về độ chính xác và độ chính xác của góc độ đều rất cao, mà hắn mới bắt đầu mò được một chút thao tác kỹ xảo, máy huấn luyện đa trục đã bắt đầu tăng tốc. Trương Hằng cảm thấy mình giống như bị ném vào một cái máy xay sinh tố xoay siêu nhanh, hắn thử dùng cần điều khiển để ổn định chỗ ngồi. Nhưng thành thật mà nói ngay cả chính hắn cũng không biết làm như vậy có tác dụng hay không. Hắn có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới lảo đảo trên đỉnh đầu, một giây trước hắn còn có thể nhìn thấy ánh đèn trên trần nhà, một giây sau cảnh tượng trước mắt liền chuyển thành bắp chân không biết là của ai. Một giây sau lại biến thành đường ống trên vách tường, bữa tối còn chưa tiêu hóa trong dạ dày của hắn cũng bắt đầu sôi trào lên. Lúc này ngoại trừ những người chơi đã đi lên trước Trương Hằng còn đang nôn mửa không ngừng trong phòng vệ sinh, thì mấy người trước đó đều chậm lại một chút. Bọn họ tụ tập ở không xa nhìn Trương Hằng đang trên máy huấn luyện đa trục, trên mặt ít nhiều đều lộ ra một chút biểu tình vui sướng khi có người gặp họa. Dù sao lúc trước biểu hiện của mỗi người bọn họ đều rất chật vật, nhìn thấy có người gia nhập cùng, trong lòng chung quy cũng sẽ dễ chịu một chút. Nhưng mà nhìn một lát, người đàn ông trung niên đeo kính mắt màu thay đổi sắc mặt, hỏi, bao lâu rồi? Mọi người nghe vậy nhao nhao nhìn nhau, người này nhìn người kia, bọn họ vừa mới tỉnh ra từ trong ác mộng. Tuy rằng vẫn luôn quan sát hoàn cảnh xung quanh, nhưng lực chú ý cơ bản cũng đều đặt ở trên người đàn ông dáng vẻ huấn luyện viên kia, theo lý thuyết sẽ không có người đi để ý đến thời gian của người khác. Ai biết đúng lúc này có một thanh âm đột nhiên nói, 2 phút 52 giây, hắn đã vượt qua gấp 2 lần thời gian trung bình của chúng ta, là gấp đôi kỷ lục ngắn nhất. Người nói chuyện là nữ sinh duy nhất trong 7 người, để tóc ngắn, thoạt nhìn dáng vẻ rất giàu kinh nghiệm. Dường như cô rất hứng thú với Trương Hằng, từ lúc Trương Hằng chủ động lui về phía sau thì đã theo dõi hắn, hiện tại cô vẫn đang bấm đồng hồ. Cảm ơn nhắc nhở. Tên mập mạp sau khi được nhân viên y tế xử lý, đã tỉnh lại từ trong hôn mê, nhưng mà bởi vì lúc trước hắn biểu diễn tiết mục đài phun thực phẩm, làm cho không ít người hiện tại nhìn hắn bằng ánh mắt không tốt, mơ hồ có dấu hiệu bị xa lánh, hắn hiện tại đứng cách đám người hơi xa. Lau mồ hôi lạnh, cười khổ nói, nghề nghiệp của anh chàng này là gì, phi công hay diễn viên nhào lộn? Bản sao Anderson cường tráng khỏe mạnh mở miệng nói, ai biết được, tôi lại cảm thấy hắn giống như một sát thủ chuyên nghiệp hơn. Nữ sinh nói, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn không dễ phát hiện. Ngay khi mấy người đang nói chuyện, Trương Hằng rốt cục cũng kêu máy huấn luyện đa trục dừng lại khi hai chân hắn một lần nữa chạm xuống mặt đất. Cảm giác choáng váng trong đầu cũng không hoàn toàn biến mất, không thể không đưa tay đỡ lấy tay vịn cầu thang ở bên cạnh. Nhờ vào kinh nghiệm hải tặc 10 năm trước, hắn từng điều khiển Hàn Nha xuyên qua không ít cuồng phong bão táp, cảm giác cân bằng của hắn cũng bởi vậy mà được rèn luyện. So với người bình thường mạnh hơn không ít, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn có thể kiên trì lâu hơn trên máy huấn luyện đa trục. Nhưng mà sau đó hắn cũng giống như những người khác đi vào toilet, chờ hắn từ toilet đi ra, 6 người bên ngoài đã một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Mà người đàn ông có dáng vẻ huấn luyện viên kia cũng lần nữa mở miệng, vì phòng ngừa trong các người có người quên, tôi sẽ tự giới thiệu lại mình một chút. Tên tôi là William Kenhouse, các người có thể gọi tôi là Kenhouse, hoặc là Thượng úy, tùy ý các người, như các người biết. 3 ngày trước chúng tôi vừa phóng Apollo 10 lên không trung, kế hoạch lần này là lần đầu tiên chúng tôi đưa mô đun hạ cánh mặt trăng vào quỹ đạo mặt trăng để thử nghiệm. Cũng là diễn tập trước khi đổ bộ mặt trăng, cho đến bây giờ tất cả đều thuận lợi, nếu như không có gì bất ngờ, bọn họ còn 5 ngày nữa là có thể trở về. Sau đó cũng đến màn kịch chính của chúng ta. Đại úy nói đến đây thì dừng lại một chút,
chúng ta sẽ dùng Apollo 11 để đưa người của chúng ta lên mặt trăng, nhưng bây giờ có một vấn đề. Chỉ một tuần trước, một người nào đó trong nhóm nhiệm vụ đã bị nhiễm một loại bệnh truyền nhiễm mới. Đội ngũ y tế của chúng tôi mặc dù đã cố gắng để kiểm soát nguồn lây nhiễm, nhưng vẫn mất một nhóm các phi hành gia. Với tình trạng hiện tại của họ không thể thực hiện nhiệm vụ, bao gồm các thành viên chính thức sắp thực hiện sứ mệnh Apollo 11, thành viên thay thế và nhóm hỗ trợ. Nói một cách đơn giản, chúng tôi không có đủ phi hành gia trong tay. Chương 338, vấn đề Apollo 11. Trương Hằng và những người chơi khác đều lặng lặng lắng nghe. Trong lịch sử, Naka khẳng định chưa từng bùng phát loại bệnh truyền nhiễm trên diện rộng này. Đây hiển nhiên là phó bản vì muốn bọn họ lên ngôi nên đã chèn thêm tình huống bất ngờ vào, nhưng mà quan trọng hơn là sau này sẽ phát triển như thế nào. Đại úy nói tiếp, tóm lại, nhân sự hiện tại của chúng tôi rất căng thẳng, cục trưởng đề nghị Tổng thống trì hoãn cuộc đổ bộ mặt trăng, nhưng đề xuất này đã bị từ chối. Sputnik 1, Gagarin và Liên Xô đã dẫn đầu chúng tôi trong mọi thành tựu thám hiểm vũ trụ quan trọng, và bây giờ là 2-0, vì vậy ván đấu tiếp theo là chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong mọi trường hợp. Cá nhân tôi thích chọn các ứng cử viên phi hành gia từ các phi công không quân giàu kinh nghiệm, nhưng Tổng thống và Giám đốc đã giới thiệu các người. Tôi không biết tại sao, nhưng theo ý kiến của tôi, các người cũng không phải là bà nội của Hướng Đạo Sinh, nhưng kể từ khi đây là quyết định của Naka, tôi chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, vì vậy làm ơn thu hồi biểu hiện nửa sống nửa chết trên khuôn mặt của các người đi. Sau này việc huấn luyện của các ngươi sẽ do tôi phụ trách, nếu may mắn, chờ phi hành gia Apollo 10 trở về. Hơn nữa trong thời gian sau đó bọn họ còn có thể khôi phục thân thể đến một trình độ tốt hơn, các ngươi sẽ lấy thân phận dự bị cùng đội ngũ hỗ trợ gia nhập vào nhiệm vụ tiếp theo, mà không cần đi vào trong vũ trụ chịu chết. Được rồi, bây giờ các ngươi còn có vấn đề gì nữa không? Đám người chơi đều đang lợi dụng thời gian này để nhanh chóng tiêu hóa tin tức vừa mới nhận được. Trên thực tế, sau khi mở mắt ra nhìn thấy quần áo của mình thì đại đa số mọi người đều đã đoán được thân phận của mình. Nhưng mà đoạn thông tin này của thượng úy ngược lại đem tình cảnh của bọn họ dặn dò rõ ràng hơn. Tất cả mọi người bây giờ đều có chút bối rối, đại đa số bọn họ đều đã trải qua không ít phó bản trò chơi, theo lý thuyết hẳn là cũng đã quen với sóng to gió lớn, từng ứng phó qua các loại tình huống khó giải quyết. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên mà bọn họ vừa lên đã bị người ta thông báo là phải đi lên mặt trăng. Trước khi tiến vào phó bản, mọi người đều tự nhận mình có chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng loại chuyện bay ra khỏi bầu khí quyển này thật sự không ai chuẩn bị qua. Mọi người liếc nhau một cái, nhưng từ trong mắt nhau nhìn thấy còn ít lo lắng hơn so với lúc leo lên cái máy huấn luyện đa trục. Chưa đầy 20 phút sau màn giao ai uy nghiêm trên máy huấn luyện đa trục, nhóm phi hành gia ứng viên của Trương Hằng lại được xe vận chuyển đưa đến một địa điểm khác không ngừng nghỉ. Nhìn qua cửa sổ xe, Trương Hằng thấy một tòa nhà chính màu trắng, bên phải là quốc kỳ Hoa Kỳ, bên trái là biểu tượng của Naka, bên đường còn có một bức tượng trừu tượng về tên lửa đang cất cánh. Trung tâm vũ trụ Kennedy nằm trên đảo Merritt, bờ biển phía đông của tiểu bang Florida, phía đông Hoa Kỳ, khởi công vào năm 1962, được đổi tên để tưởng nhớ cố Tổng thống Kennedy. Một cậu bé trông vẫn như học sinh trung học phấn khích nói. Theo tính toán lộ trình, trước đó chúng ta hẳn đã ở căn cứ không quân Cape Canaveral, chương trình Mercury, chương trình Gemini và các nhiệm vụ Apollo đầu tiên đều bắt đầu từ đó, vì nơi đó có thể phóng tên lửa ra đại dương, tránh gây nguy hiểm cho khu dân cư, đồng thời cũng gần xích đạo hơn, có thể tận dụng tối đa lực quay của trái đất để tạo lực đẩy lớn hơn cho tên lửa. Tuy nhiên vì không thể phù hợp với tên lửa Saturn V, sau đó trung tâm vũ trụ Kennedy lại xây dựng thêm một căn cứ phóng hoàn toàn mới. Khoan đã, Kennedy đã chết vào thời điểm này sao? Gã mập hỏi. Đúng vậy, năm 1963, bị ám sát tại Dallas, mặc dù ông đã có bài phát biểu nổi tiếng về việc đổ bộ lên mặt trăng, nhưng bản thân ông lại không được tận mắt chứng kiến các phi hành gia Hoa Kỳ đặt chân lên mặt trăng. Cậu bé trông như học sinh trung học nhún vai. Các vị, tôi có cần phải nhắc nhở các vị rằng chúng ta không đến đây để du lịch không? Bây giờ không phải là lúc nên quan tâm đến hoàn cảnh của chúng ta sao? Gã lực lưỡng tên Anthony cau mày nói. Đúng vậy, có vẻ như nhiệm vụ chính của lần này là đưa chúng ta lên mặt trăng, hay ít nhất cũng phải đến được ngoài không gian, nhưng theo tôi thì thực tế hai điều này không có nhiều khác biệt. Tại sao lại nói như vậy? Cô gái duy nhất trong vòng chơi này lên tiếng hỏi. Lúc lên xe không biết có phải trùng hợp hay không mà cô đã chọn ngồi cạnh Trương Hằng.
các vị không biết sao? Cậu bé trông như học sinh trung học nhướng mày, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Apollo 10 đã cất cánh vào lúc 12 giờ 49 phút ngày 18 tháng 5 năm 1969. Trước đó, thuyền trưởng đã nói rằng tên lửa đã được phóng lên cách đây 3 ngày, nghĩa là chúng ta đã vào vòng chơi vào ngày 21 tháng 5 năm 1969. Vậy thì sao? Cô gái chớp mắt. Cậu bé dựa vào lưng ghế, mỉm cười với cô gái. Thời gian phóng của Apollo 11 là ngày 16 tháng 7 năm 1969. Còn Apollo 12 sau đó là ngày 14 tháng 12, cách nhau gần 5 tháng, và xét đến thời hạn vòng chơi lần này của chúng ta, nên. Trước đó anh không phải đã nói rằng Hoa Kỳ còn có chương trình Gemini sao? Chương trình Gemini là giai đoạn chuyển tiếp giữa chương trình Mercury và chương trình Apollo, bắt đầu vào năm 1961, đã hoàn thành 10 nhiệm vụ bay có người lái trên quỹ đạo trái đất và kết thúc viên mãn vào năm 1965. Người đàn ông trung niên trông giống trí thức xen vào, vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ chính của lần này, chúng ta chỉ có một cơ hội, đó là lên tàu Apollo 11. Biểu cảm của ông rất nghiêm trọng. Lời nói này vừa thốt ra, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, bầu không khí trong toa xe bỗng trở nên kỳ lạ. Các bạn đang nghe chuyện Thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 339, Mạo hiểm Apollo 11. Chỉ có gã béo vẫn còn mơ hồ, sao vậy, Apollo 11 nguy hiểm lắm sao? Nguy hiểm. Cậu bé trông như học sinh trung học cười toe toét, chỉ vào người lái xe Naka phía trước. Đúng vậy, dù sao đây cũng là lần đầu tiên loài người thử thách lên mặt trăng. Không chỉ những người dân thường này cảm thấy không chắc chắn, mà ngay cả các nhà khoa học, kỹ sư và phi hành gia thực hiện nhiệm vụ trong Naka cũng đều hoảng sợ, nhưng với tư cách là những người đến sau. Chúng ta rất rõ ràng về kết quả cuối cùng của nhiệm vụ này là thắng lợi hoàn toàn, vì vậy vấn đề thực sự mà chúng ta phải đối mặt là làm thế nào để lên được tàu Apollo 11. Apollo 11 có thể chở được bao nhiêu phi hành gia? Cô gái hỏi câu hỏi mà mọi người quan tâm nhất. Cậu bé trông như học sinh trung học giơ ba ngón tay, mọi người đều biết, chỉ huy trưởng Neil Armstrong, phi công điều khiển tàu đổ bộ mặt trăng Buzz Aldrin, phi công điều khiển tàu chỉ huy, dịch vụ Michael Collins. Lần này, ngay cả sắc mặt của gã béo cũng thay đổi, mất tiếng, ba người. Nhưng hiện tại chúng ta có đến bảy người. Đây là lần đầu tiên anh tham gia vòng chơi cạnh tranh đơn lẻ sao? Gã lực lưỡng tên Anthony cười lạnh, không biết cạnh tranh là gì sao? Ôi! Tôi trước giờ vẫn luôn hoạt động theo nhóm, đây là lần đầu tiên tôi vào vòng chơi một mình. Gã béo mặt buồn rầu, độ khó của vòng chơi đơn lẻ quá cao, tỷ lệ bị loại hơn một nửa, từ nhỏ đến lớn. Tất cả các dự án có tính cạnh tranh, thứ hạng của tôi thậm chí còn chưa vào được tầm trung. Vậy tại sao lần này anh lại chọn hành động một mình? Cô gái hỏi với vẻ thích thú. Vì, gã béo ấp úng mãi, nhưng vẫn không nói nên lời. Cuối cùng, gã lực lưỡng tên Anthony vẫn vô tình lật mở vết thương lòng của hắn, vì anh quá yếu, kéo chân cả nhóm, nên mới bị các thành viên trong nhóm đuổi ra. Kết quả là lại không tìm được một nhóm khác sẵn sàng tiếp nhận anh, nên đành phải tự mình xếp hàng. Mặc dù gã béo không thừa nhận, nhưng khuôn mặt tái nhợt của hắn trong nháy mắt đã chứng minh lời của Anthony không sai. May mắn thay, như vậy là vòng chơi này chúng ta sẽ ít đi một đối thủ cạnh tranh. Cậu bé trông như học sinh trung học gối hai tay sau đầu, cười nói. Người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng lắc đầu, các người có vẻ hơi lạc quan rồi. Trong lịch sử, Apollo 11 đã thành công hạ cánh xuống mặt trăng. Nhưng đừng quên, người thực hiện nhiệm vụ là Armstrong và đội của ông ta, đổi lại là chúng ta, các vị còn có mấy phần thắng. Lời nói của ông cũng khiến bầu không khí trong toa xe một lần nữa rơi vào im lặng. Không biết bao lâu sau, gã lực lưỡng tên Anthony mới lên tiếng. Hãy nghĩ theo hướng tốt, ít nhất chúng ta còn 60 ngày để huấn luyện. Nói chính xác thì là 55 ngày, vì Apollo 11 sẽ phóng vào ngày 16 tháng 7 và trừ đi thời gian cách ly trước. Khi phóng, thời gian huấn luyện của chúng ta chỉ còn 48 ngày. Cậu bé trông như học sinh trung học nói, tiện thể bổ sung thêm một chút, thời gian đào tạo thông thường của một phi hành gia chuyên nghiệp là từ 2 đến 3 năm. Nhiệm vụ thám hiểm không gian sâu trong tương lai thậm chí sẽ lên đến 5 năm. Các chuyên gia tải trọng và phi hành gia khoa học sẽ tốt hơn một chút, nhưng thời gian ngắn nhất cũng phải hơn nửa năm. Tại sao anh lại hiểu rõ những thứ này như vậy? Cô gái tò mò,
cho dù có chuẩn bị thế nào đi chăng nữa, cũng không ai cố tình đi thu thập những kiến thức ít phổ biến như thế này chứ. Anh thậm chí còn có thể nhớ rõ thời gian phóng của Apollo 10, còn chính xác đến từng phút. Bởi ta là kẻ cuồng nhiệt với vũ trụ, nên ván này chính là vòng tròn định mệnh của ta. Cậu học sinh trung học mỉm cười tự tin. Trong phòng họp tòa nhà số 12 của Trung tâm Vũ trụ Kennedy, 7 người cầm trên tay cuốn sách hướng dẫn vừa được NASA phát xuống, nét mặt mỗi người một vẻ. Cái thứ hơn 60 trang này mà chỉ là mục lục thôi sao? Gã béo cảm thấy vô cùng sụp đổ, học vật lý tên lửa cơ bản, khí động học, động lực học quỹ đạo, đẩy phản lực, thiên văn học. Những thứ này ta đều hiểu, nhưng khoa học sự sống, địa chất học và vật liệu học thì liên quan gì chứ? Còn cái kỹ thuật điện tử này, ta còn chẳng hiểu nổi tiêu đề, trong vòng 55 ngày, làm sao chúng ta có thể học được nhiều thứ như vậy? Nhắc nhở ngươi một chút, đây chỉ là phần lý thuyết thôi. Cậu bé trông giống học sinh trung học nói. Sau đó còn gì nữa? Gã béo tuyệt vọng hỏi. Huấn luyện thể lực, Eva, huấn luyện định hướng không gian, huấn luyện mặc đồ phi hành gia, huấn luyện làm quen, huấn luyện lái xe, huấn luyện thoát hiểm khẩn cấp. Cái gì cũng có thể, dù sao thì Apollo 11 cũng đã là dự án không gian của 50 năm trước rồi. Nói thật, ta cũng không chắc chắn hoàn toàn là thời đại này có những loại huấn luyện nào. Cậu bé trông giống học sinh trung học nói, sắc mặt cũng không được đẹp lắm. Cậu vốn là người phấn khích nhất trong số những người chơi. Đối với một người đam mê vũ trụ, không có gì tuyệt hơn là được đích thân ngồi tàu vũ trụ bay vào không gian. Huống hồ lại còn được tham gia vào một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử loài người. Mặc dù chỉ có thể cắm cờ Hoa Kỳ trên mặt trăng thì hơi đáng tiếc một chút, nhưng dù sao cũng chỉ là trong trò chơi, sẽ không ảnh hưởng đến thực tế. Nhưng khi thực sự cầm được cuốn sách hướng dẫn trên tay, nghĩ đến việc các phi hành gia phải học bao nhiêu thứ, cậu cũng khó mà cười nổi. Vòng tròn định mệnh. Gã lực lưỡng tên Anthony nhếch mép, nở một nụ cười mỉa mai, vậy thì ngươi hẳn là có thể trực tiếp lên trời rồi. Thật ra cũng không cần bi quan như vậy, người đàn ông trung niên trông giống trí thức đầy đầy cặp kính trên mặt. Apollo 11 có 3 vị trí, tức là ngoài những kỹ năng mà phi hành gia phải nắm vững, mỗi người chúng ta có thể có mục đích từ bỏ một số khóa huấn luyện, chọn một hướng chuyên môn, bổ sung cho nhau. Chương 340, chuẩn bị Apollo 11. Nhưng lời của ông ta còn chưa nói hết thì đã bị người khác cắt ngang, một thanh niên cao gầy trông có vẻ hơi chán nản lên tiếng. Thôi đi, bác ơi, ngoài gã béo kia ra thì mọi người đều là người chơi đơn, tốt nhất là đừng coi người khác là đồ ngốc. Hắn ngáp một cái, lười biếng nói, đừng nói với ta là ngươi không để ý. Tên đại úy William Kenhouse kia, tay cầm một cuốn sổ nhỏ. Mỗi khi chúng ta bước xuống khỏi máy tập đa trục, hắn đều sẽ viết gì đó vào cuốn sổ đó, không ngoài dự đoán thì hẳn là đang chấm điểm màn trình diễn của chúng ta. Mà những điểm số này hẳn là liên quan đến việc ai trong chúng ta sẽ được lên Apollo 11, ai sẽ làm dự bị. Ngươi bảo chúng ta có mục đích từ bỏ một số khóa huấn luyện, chuyên công một số khóa huấn luyện, nhưng 3 điểm 60 cộng lại thì vẫn cao hơn 1 điểm 80 nhiều. Người đàn ông trung niên trông giống trí thức đầy đầy cặp kính, mặt không đổi sắc nói, ta chỉ cung cấp cho mọi người một phương án, tăng khả năng sống sót sau khi lên không gian của mọi người. Nhưng tiền đề là chúng ta phải ngồi được vào khoang chỉ huy, dịch vụ của Apollo 11 trước đã chứ. Cậu bé học sinh trung học nói, thật ra, nếu tính toán kỹ thì khả năng chúng ta được chọn vẫn rất lớn. Người đàn ông trung niên trông giống trí thức ung dung nói, một nửa đối với một nửa, chỉ có thể nói là mức bình thường thôi. Gã lực lưỡng tên Anthony cau mày, không phải một nửa. Cậu bé học sinh trung học dường như nghĩ ra điều gì, mắt cũng sáng lên. Cái gì? Thanh niên chán nản xoay xoay cây bút trong tay. Ánh mắt cậu bé học sinh trung học chuyển sang người chơi nữ duy nhất trong phụ bản, cô ta nhướng mày, sao? Thật đáng tiếc, lần này ngươi có thể đã vào nhầm phụ bản, nếu nói độ khó trò chơi của chúng ta là cấp độ khó, thì lần này độ khó trò chơi của ngươi rất có thể là cấp độ địa ngục. Sao ngươi biết được? Ngươi không hiểu lắm về nước Mỹ những năm 60 của thế kỷ trước đúng không? Người đàn ông trung niên trông giống trí thức mỉm cười ôn hòa. Marilyn Monroe, The Beatles, Bob Dylan. Thời đại này còn có thứ gì đáng nói nữa không? Cô gái phản vấn. Luật dân quyền năm 1964 tuy đã có hiệu lực, nhưng đáng tiếc là sự phân biệt đối xử vẫn tồn tại, không chỉ đối với người da màu, mà còn bao gồm cả phụ nữ. Đây cũng là lý do tại sao phong trào nữ quyền vào những năm 60
70 lại diễn ra thường xuyên. Phụ nữ rất ít khi được phép tham gia bồi thẩm đoàn, số tiền vay được từ ngân hàng chỉ bằng một nửa của nam giới, đồng thời lãi suất lại cao hơn một nửa. Cậu bé học sinh trung học tiếp lời, ít ai biết rằng, vào năm 1960, Nakha đã từng thực hiện một chương trình xác định xem phụ nữ có thể trở thành phi hành gia hay không. 25 nữ phi công được mời tham gia, trải qua các cuộc kiểm tra và đánh giá giống như các phi hành gia nam của chương trình Mercury. Trong số đó, có 13 người đã trúng tuyển. Sau đó họ thế nào? Dẫu cho 13 nữ phi hành gia này đã trải qua quá trình đánh giá và huấn luyện giống như các phi hành gia nam, nhưng chính quyền vẫn chưa từng công bố họ là những phi hành gia dự bị, cũng không sắp xếp họ vào kế hoạch bay vào vũ trụ. Người ta đồn rằng nguyên nhân là do ban quản lý của NASA cho rằng các nữ phi hành gia sẽ lãng phí nguồn tài nguyên quý giá, làm giảm sự chú ý của công chúng đối với các phi hành gia nam. Nếu họ bị thương hoặc tử nạn khi thực hiện nhiệm vụ thì sẽ gây ra hiệu ứng tiêu cực đối với công chúng. Vì vậy, NASA đã chấm dứt chương trình huấn luyện phi hành gia nữ vào năm 1963. Cậu bé học sinh trung học dừng lại một chút mà không thể không nhắc đến rằng, cùng năm đó, Liên Xô đã đưa nữ phi hành gia đầu tiên của nhân loại là Valentina Tereshkova lên vũ trụ, so sánh hai bên thì quả là vô cùng trớ trêu. Cho nên ta muốn lên tàu Apollo 11, không chỉ phải thể hiện xuất sắc, mà còn phải cầu nguyện cho viên đại úy Ken House chấm điểm cho chúng ta và những người đứng đầu NASA là những người có tầm nhìn xa trông rộng, không có bất kỳ định kiến nào đối với phụ nữ. Thật đáng tiếc, e rằng đúng là như vậy. Thật là tệ quá. Cô gái cố gắng nở một nụ cười có phần miễn cưỡng trên khuôn mặt, vốn dĩ cô đã ngồi rất gần Trương Hằng. Sau khi nghe câu này thì lại dịch mông về phía Trương Hằng, cơ thể gần như áp sát vào người sau. Năm vào ba, vậy thì xem ra lần này vận may của chúng ta cũng không tệ lắm. Gã lực điền tên Anthony lộ vẻ mừng rỡ trên khuôn mặt. Lần này thời gian gấp gáp như vậy, ta đề nghị trong phụ bản này chúng ta hòa bình chung sống. Mọi người tùy theo bản lĩnh của mình, xem cuối cùng ai đạt điểm cao nhất, người đó sẽ giành chiến thắng trong nhiệm vụ chính tuyến. Người đàn ông trung niên có vẻ ngoài trí thức nói xong, nhìn về phía người duy nhất trong phòng vẫn chưa lên tiếng. Gã lực điền tên Anthony và cậu bé học sinh trung học cũng chuyển ánh mắt về phía Trương Hằng. Chàng trai trẻ có vẻ ngoài chưa tỉnh ngủ mặc dù không quay đầu lại, nhưng cây bút trong tay anh ta cũng dừng lại vào lúc này. Trương Hằng vẫn ngồi ở góc phòng, lặng lẽ lật sở cuốn sách hướng dẫn học tập, nghe vậy cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, khép cuốn sách trong tay lại, nhàn nhạt nói, ta từ chối. Đây là lần đầu tiên Trương Hằng gặp những người chơi khác trong phụ bản, trước đó hắn vẫn luôn một mình phá đảo. Chỉ cần suy nghĩ cách tận dụng môi trường xung quanh và các nguồn lực trong tay để thực hiện nhiệm vụ chính tuyến mà không cần cân nhắc quá nhiều thứ khác. Tuy nhiên, trong trại huấn luyện dự án Apollo còn có 6 người chơi khác cùng vào trò chơi với hắn. Họ không quen biết nhau, thân phận, kỹ năng sở trường và đạo cụ trò chơi mà mỗi người mang theo đều là ẩn số. Các bạn vừa nghe xong tập 34 của bộ truyện Thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.